Rồi, video này chào các bác nha. Video này mình muốn giới thiệu các bác một con siêu phẩm luôn. Con MT306 nghe các bác nha. Thì video này em thông báo vậy ạ, để bác nào nhanh tay được bác đó. MT306 nha, chiếc này cực kỳ đẹp luôn. Thì qua tình trạng của lúc trước thì các bác thấy rồi đó. Chưa hề nứt răng mà nó cái một vài đường nhỏ nhỏ thôi, không ăn thua. Lúc sau thì các bác coi này, cũng đẹp luôn nha, một vài vết nhỏ thôi. Nó chạy là lốp 12.424 nha các bác nha. Thì em thông báo để bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại rồi em bán cho xe này. Thì xe này chạy 1.348 giờ. Đó, một chiếc Mitsubishi siêu phẩm đẹp. Xe này không có bình nên là em không test nó lên cho các bác coi đâu. Rất đẹp nha các bác nha. Xe đi giá rất là rẻ nha các bác. Thì qua tình trạng gầm ghiếc của nó thì các bác coi cho kỹ càng nha. Thì em thông báo để bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại rồi em bán cho xe này. Thì lát số điện thoại của ông chủ em để trên phần tiêu đề á, để các bác liên lạc nha. Con này em cho nó một cái số đi. Thì con này số 49 nha các bác nha. Thì em thông báo để bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại rồi em bán cho xe này 49. Thì chiếc này em thông báo với các bác là chiếc này 85 triệu nha các bác nha. Thì các bác vui lòng liên lạc lại với ông chủ rồi ông chủ sẽ bán cho các bác chiếc xe này với giá như vậy á. Thì bác nào nhanh tay được bác đó. Xe này còn đẹp lắm nha các bác nha. MT306. Nó phủi bụi vậy thôi nha các bác nha. Để ngoài đây thì bụi bặm nó bám vậy. Nhưng các bác thông cảm. Chứ rửa ra một phát thì nó mới linh tinh. Rất đẹp nha các bác nha. Lốp của nó là lốp sau đây các bác coi này. Lốp 12-24 nha. Lốp nhật luôn, còn đẹp. Lốp trước thì hơi mòn rồi. Em thông báo để bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại chiếc MT này rồi bán cho. Thì em thông báo để bác là nhanh tay được bác đó nha, liên lạc lại rồi bán cái xe này cho nhanh. Thì qua tình trạng của cái xe thì các bác thấy rồi đây, rất đẹp, rất bài bản. Để em cho các bác coi qua tình trạng của cái máy nữa. Đây nha các bác, tình trạng của chiếc Mitsubishi MT306 và nó như này đây, bốn máy nha.
cách nước còn đẹp, mọi cái còn đẹp. Video này em thông báo vậy, bác nào nhanh tay được bác đó nha, liên lạc lại với số của ông chủ em rồi ông chủ sẽ bán cho các bác chiếc xe này. Thì với giá như vậy á, kết nước thì các bác coi kết nước còn cực kỳ đẹp luôn. MT306 nghe các bác nha, nguyên bản. Thì video này em thông báo vậy á, bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với số phone chủ em rồi bán cho xe này cho nhanh luôn. Ông Tài không? Dạ ông Tài với cái xưởng này chứ. Phải di chuyển ha. Dạ. Chạy đường này ra được không? Dạ. Chạy đường này ra được không? Dạ không, chạy đường bên hông này chú. Các bác thấy rồi đó, ông chủ em mua bán cả ngày vậy ạ, không có thời gian đâu, nên em đăng lên bán cho ông chủ. Thì các bác thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh em nha. MT306. Các bác coi cho kỹ càng nha, được thì gả cho các bác xe này. Thì video này em thông báo vậy á, bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại rồi bán ra xe này luôn cho nhanh. Thì các bác biết rồi, làm ăn mua bán thì nó nhanh, rất là đông luôn, chứ không có gì khó cả. Ghế xin luôn nha các bác nha. Xe còn đẹp lắm nha các bác nha. Gương ghiếc còn đầy đủ luôn. Chú qua đây hỏi ông Tài này, chú chạy đường này xuống kho này, hỏi ông chủ đi cho chắc. Thì video này em thông báo vậy á, bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với ông chủ em rồi ông chủ em sẽ bán cho xe này cho nhanh luôn. Thì các bác thấy rồi đó, xe còn đẹp, mọi cái còn đẹp. Thì giá của nó là, thì bác này em thông báo rồi đó, 8 mấy triệu. Thì các bác nhanh tay liên lạc lại nha. Video này xin cảm ơn các bác lâu nay coi video của em nha. Thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh em để nhận những video mới nhất về các loại máy móc nông nghiệp nha các bác nha. Một lần nữa em xin nhắc như này, các bác mà muốn mua chiếc này thì các bác cứ kêu là MT306 thì ông chủ sẽ biết đường bán cho các bác thôi, các bác không phải lo. Thì các bác biết rồi, ông chủ bán hào 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 thôi chứ không phải suy nghĩ điều gì đâu, nên là nhanh lắm. MT306 nghe các bác nha.
cố gắng nhớ đời này để liên lạc lại với ông chủ. Em để phần tiêu đề.